Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình là Thanh F. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi Pixel Survival. Như hôm trước, sau khi kết thúc buổi hôm trước mình đã cày khá là nhiều để nâng cấp một số thứ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với qua điều. Hôm trước mình để ý tiếng game khá là to, hôm nay mình đã để bé lại. Và mình cũng quên, không biết là game có chế độ tăng tốc độ lên nên chơi khá là lâu. Mong mọi người thông cảm. Người tốc độ di chuyển may mắn. Đường đường sao bằng khởi đầu này bây giờ thì khá là đơn giản. Sát thương và vũ khí là đẹp quan ràng. Đấy, nên tập trung nâng một vài cái thôi. À, tốc độ chạy. Chiến binh cần cận chiến 5% crit. Nghĩ là cho nó thẻ lại gần. Sát thương chí mạng khổ mỗi là sát chí mạng của mình khá là thấp. Ăn sát thương tổng thể là ngon nhất. Boss bắt đầu ra rồi. Và thịt con này chỉ là muỗi. Đầu lâu khá là ngon. Thấy khá là vô dụng. Rồi mình tạo ra bóng mờ luôn rồi. Cầu điện. Có thể đứng yên được một lúc à không. Gương này chủ yếu là gương vàng. Đã 5 phút trôi qua. Bọn Skeleton cầm cung bắt đầu ra rồi. Một
kiểu vi diệu nào đấy mà mình lúc nào cũng phi và thẳng vào mũi tên của nó. Tập trung lên bắt đầu nâng cấp. Đấy, hiện tại bây giờ mình có thể lấy viên được một chỗ rồi. 8 phút đã trôi qua. Cái tốc độ hồi máu hiện tại thì bỏ bắn công không xin nhê luôn. Phút đã trôi qua rồi. Cái này, cái nam cũng ngon. Bắt đầu lâu chưa đi. Tăng kinh nghiệm lên rồi. Hiện tại lên kinh nghiệm khá là chậm. Cái nào ngon rất là phần gần. Anh chết đi. Mở suliken lắm.
Ấy, chạy hơi nhanh nhá, bạn tôi. Bây giờ các bạn chỉ là mũi thôi. Không phố. Điện lửa bắn ra tia sét khá là ngon. Bây giờ mình cần nâng cấp cổ điện lên luôn. Và đồ nữa rồi trả thêm nâng thế nào. Mình có vẻ là khá là trâu. Bọn pháp sư bắt đầu ra rồi. Khá là chậm. 10 ngôi sao. Bọt. Được 15 phút. Giờ bạn chỉ làm mỗi một thôi. Ok, tới đây. Cầu điện. Hết cầu điện rồi. Chấm sát thương, bây giờ chúng mình sẽ là sát thương. Càng ngày quái mưu càng lại càng đông à. Mình càng khá là theo sát thương. Mình có thể chết bất cứ lúc nào. Chạy ra chỗ vắng vẻ nào. Bóp đến. Chạy. Tăng tốc độ lại, mình nên để chậm lại để tập trung máy bóp. Thank you.
thăng phút thứ 20 rồi. Bạn một tên nữa. Bắn chết của nó đi. Đấy, tí nữa thì chúng. May được kịp. Quái lâu quá mày không nhìn đâu với đâu nữa à. Quái càng ngày càng đông các bạn ạ. Không thể nhìn thấy đâu nữa. Quái sắp chết rồi, cố lên. Thêm quái nhát nhát này rất là đông. Mình bỏ ra luôn rồi. Mình kéo cả gỗ ra thả để mình nhặt gương á. Kịp nhặt. Không kịp nhặt mọi người ạ. Quá đông. Tao người đang thấy quá tải rồi ạ. Không kịp nhặt. Tại sao cái này cơ chế là phải nhặt cái gì? Quái càng ngày càng trâu rồi. Cứ thế về đây. Ngon. Có một cầu điện lên nào. Nó đi. Mình là chiến binh mà mình chơi giáp lá cà luôn. Ê, con boss này rồi. Nãy giờ chưa thịt được con boss này. Mót mới lại ra rồi. Máu mình bị đút luôn nào vậy. Nguy hiểm. Khó sợ quá. Đánh chết đi. Chiến binh không ạ? Mới lắp tốt nó đánh. Bọt đã chết.
Cái gừng chín rồi. Gừng nó là sao thì nhà thôi. Gừng rất nhiều nhưng không nhận được cái nào. Mà sao toàn to shuriken thế này. Shuriken tầm này tác dụng gì nữa đâu. Bắn thêm một tên đạn rất ngon. 10 sát thương. Phút thứ 26 rồi. Nhưng mà nâng cấp chưa đâu vào đâu rồi cả. Mình chọn nhiều linh tinh quá. Đấy là bà càm ở trên thôi. Chạy. Không thể để bị bao vây được. Cậu muốn nó chém, rất tuyệt vời. Phút thứ 27 rồi. Mini boss lại ra rồi. Ơi. Có mini boss rồi. Mình đã sống sót được. À, có mini boss chết rồi. Mình đã sống sót được đến phút thứ 28. Quả wow, càng ngày càng to ra. Không biết nhìn đâu ở đâu rồi. Trông chờ vào Dương rồi. Chưa lên cấp chậm lắm. Nó là ba bay tứ phía rồi. Ăn sao lên clip. Xong đến phút thứ 30 rồi. Đến, bắt đến. Cái gì ấy, cái gì ấy. Chơi nhắm kiếm vậy sao chơi. Sao lại có vòng bảo vệ đấy kia. Vòng bảo vệ vậy sao chơi. Hết vòng bảo vệ rồi. Cứ thịt nó dần dần thôi. Bắt ra cả rồi. Nhắm kiếm rồi chết đấy. Ui. Vinh nó phát thôi một tí nó hẹo luôn ạ. Chè 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 chè. Thì đâu hết rồi. Tôi cứ tỉa máu dần dần nó thôi các bạn ạ. Chơi đắp là cả rồi. Tỉa máu dần dần thôi.
bạn nào thôi. Không nên cố đấm ăn xôi làm gì cả. Tập trung hồi máu và tiểu máu. Mini boss nữa, phút thứ 33 rồi. Chạy. May là máu trâu đáp dày, không cho mình không biết chết từ khi nào rồi. Giờ còn 1/3 máu rồi, tuyệt vời. Đóng băng này không thấy đâu rồi. Đóng băng mình có thể ra lá cà đó. Sao được một nửa máu rồi. Phút thứ 35. Không tập trung mình có thể chết bất cứ lúc nào. Càng này ném càng nhiều. À đủ, mình đã chết rồi. Hồi sinh. Mày không? Mình dán rồi cái gì vậy? Mày có hồi sinh. Bóp nữa càng này ném càng nhiều. Không để ý mà pha tôi là chết luôn được ạ. Đáng sợ thật. Để chạy liên tục. Lơ là pha tôi là chết. Trên lưng mình biết đây là rồi. Cái này nó khá là nguy hiểm.
chết rồi. Tuyệt vời. 39 phút. Ui, tuyệt vời. Mình đã hoàn thành màn, nhưng mà mình vẫn có thể tiếp tục chơi. À đúng, đúng phát triển luôn. Thôi tham gia đấy. Mình đã có thể thắng được một lần, thật là tuyệt vời. Có lẽ hôm nay video hôm nay mình kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian tới. Nếu mọi người thấy hay, hãy like, share và subscribe kênh của mình. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.